nó sẽ bên này sẽ có đoàn xe để bắt xe từ bên hết luôn, đang hầm chết ạ. Nước cờ là có một cái nào phương án nào khác. Anh được mới nhìn vào nó bảo là đỏ nguy, đỏ nguy vào đây. Thôi thì cứ đánh xong thì cứ xếp lại nó đẹp cái nào. Vâng. Điểm gọn là đẹp. Hôm nay có bao nhiêu đấu thủ thì đấu thủ mua làm gì ạ? Có khoảng 100. Nhưng mà không có cái tính tay sao. Có mỗi một.